Chào cả nhà, trong video này Hương Vị Quê Shop tiếp tục giới thiệu những cái loại kẹo chuối đặc sản của Bến Tre ha. Thì hôm nay shop sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái loại chuối rất là đặc biệt luôn, đó là kẹo chuối gừng hạt điều dừa non. Thì cả nhà mình thấy đây là từng cái viên kẹo chuối gừng hạt điều dừa non của shop nè cả nhà. Thì đây là một trong những cái loại kẹo mà shop vừa mới lên rất là ngon luôn cả nhà ơi. Thì bây giờ cả nhà mình thấy ở trong từng cái viên kẹo như vậy nè, là cả nhà mình thấy có rất là nhiều hạt điều ở phía bên trong nó. Và ở trong từng viên kẹo này thì có thêm dừa non nữa. Cái nhà mình thấy cái lớp trắng như vậy nè, là từng cái sợi dừa non được cắt và bỏ vào trong từng cái viên kẹo của mình luôn. Thì đối với cái loại kẹo chuối này nè, thì trong từng viên kẹo là cái nhà mình thấy là ngoài cái hạt điều ra, dừa non ra, còn có mè nữa nè, và có thêm gừng nữa. Thì khi mà mình ăn á, thì cái vị của mè nè, cái vị của bùi của hạt điều, cái vị cay của gừng và cái vị thơm của kẹo chuối thì nó sẽ làm viên kẹo rất là ngon luôn ha. Thì đây là một trong những cái loại kẹo mà hiện giờ shop đang bán rất là chạy luôn cả nhà ơi, và shop đang bán đi nước ngoài rất là nhiều luôn. Thì đối với cái loại kẹo chuối hạt điều á, thì shop cũng có một cái loại kẹo chuối nữa là kẹo chuối cuộn hạt điều dừa non. Thì đối với cái loại kẹo chuối cuộn hạt điều dừa non á, thì trong từng viên kẹo có thêm một cái lớp bánh tráng ở ngoài nữa cả nhà. Thì đây là hai cái loại kẹo chuối hạt điều mà shop vừa mới lên hàng rất là ngon luôn cả nhà ơi. Shop rất là mong nhận được đơn hàng của cả nhà mình về kẹo chuối gừng hạt điều dừa non ha. Cảm ơn cả nhà.